chở chú. Nữa, mỗi lần gặp Út Kê kêu bằng chú, mất cảm hứng hết trơn à. Vậy chú lớn con rất nhiều, không kêu bằng chú chứ kêu bằng cái gì? Thì kêu bằng anh đi. Thôi kỳ quá à. Kỳ cái gì mà kỳ, nghe anh nói nè. Đừng gọi anh bằng chú, sao nghe quá cách xa, kêu người ta bảo anh là già. Đúng rồi, anh đây đâu có già, anh mới 35 tuổi à, đâu có già phải không anh? Nữa, em cứ lòng vòng lanh quanh, để anh nhớ nhung trong lòng. Lỡ mai em theo chồng, anh buồn lắm em biết không? Ủa, liên quan gì tới chú? Ngày nào anh cùng đứng, anh đứng bên dòng sông, cứ chờ mong bóng em qua cầu. Áo bà ba nó nghiêng nghiêng đầu, mà lòng anh ôi nghe suy sao. Phải không đó? Người không quen biết đứng chờ làm gì, người không quen biết nhớ nhung làm chi. Thôi tránh ra để con còn đi chờ, lỡ bà con trông thấy mấy mẹ cha đánh đòn. Có ai đâu mà sợ. Vì con còn con gái, anh cũng còn con trai, hai đứa mình yêu nhau có sao đâu mà em cứ thẹn thùng. Cô ba, cô sáu, cô năm, hồng đào lan tươi, sao không đi ngỏ lời yêu mà theo con hoài? Lòng anh đây chỉ thương em hà, làm sao nói tiếng yêu với người khác chứ, mà bao cô này cô kia. Thôi thôi chú tránh xe ra, nhường đường con đi, ai tin trót lười đâu môi lời yêu chân tình. Giờ không tin anh xin thề, lòng anh có dối gian, cho đèo bụi ớt rớt xuống hành chết luôn. Thầy khôn quá ha, tướng chú mà rớt xuống bụi hành á, không chết mới lạ. Chú hoài, anh chỉ sợ bụi hành nó chết thôi. Hay là để anh thề lại nha. Thôi thôi thôi, hay là sao? Hay là cho chú rớt xuống cái bụi bụi gì? Bụi